皆さんこんにちは、コスモスのゾンです。Xin chào tất cả các bạn, mình là Dung Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Video số 3 trong chuỗi video hướng dẫn học ngữ pháp N2 theo giáo trình Shinkansen Master của học tiếng Nhật Cosmos. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu với mẫu số 3 Tha Tô Tàng Nhị. Tha Tô Tàng Nhị có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Trước hết các bạn hãy quan sát bức tranh sau đây. Giờ mazu wa e o mite kudasai. こちらはビ君です。ビ君まだちっちゃいです。お母さんを思い出しています。じゃあお母さんの顔、お母さんを見たらすぐうんうん泣き出しました。ビ君はお母さんの顔を見た途端にすぐ泣き出しました。chúng ta sẽ thấy rằng đây là Bi Cường và khi Bi Cường vừa nhìn thấy khuôn mặt của mẹ, nghĩa là nhìn thấy khuôn mặt của mẹ là sức là ngay sau đó naki ra shimashita. Vừa mới nhìn thấy khuôn mặt của mẹ thôi là Bi Cường đã ùa khóc hoặc oà khóc lên rồi. Tsugi ne. Kono botan o oshita totan ni bakuhatsu shita. Vừa bấm vào cái nút này thôi đó là bom phát nổ rồi. Thì đó chính là ý nghĩa của totan ni, nghĩa là hành động đấy thứ nhất vừa xảy ra thì ngay sau đó hành động tiếp theo xảy ra. Vấp ta, động từ chia về quá khứ dạng vấp ta cộng với thô, thang, có nhị hoặc không, mang nghĩa ngay khi V, đúng lúc V xảy ra thì hành động sau diễn ra. Chúng mình cùng nhau theo dõi các ví dụ sau đây nhé. 1 bảo Yama no chōjō de wine o hitokuchi nonda totan ni mêmai ga shita. Mêmai ga shita đó là chóng mặt. Mêmai ga suru chóng mặt. Chōjō đó là yama no ichiban ue no tokoro, nghĩa là đỉnh núi. Yama no chōjō de wine o hitokuchi, một hớp thôi, nonda totan ni, vừa uống xong thì mêmai ga shita, trên đỉnh núi tôi vừa mới uống được một hớp rượu vang thì là bị chóng mặt. Như bảo oto desu. Kikkon mae wa em ơi lại đây anh bảo yasashikatta desu. Kikkon shita totan ni. Này, có ra đây bảo không? Thái độ ạ. Kawatta. Nghĩa là chồng tôi thì trước khi kết hôn ấy thì yasashikatta lắm. Thế nhưng mà vừa mới kết hôn xong phát là thay đổi thái độ luôn. Đấy. Hầu như nhà nào bị thế đúng không? Giờ xong bảo. Giờ im mà Nihon ni imasu. Giờ Vietnam no haha ni denwa o kakemashita. Haha no koe o kiita totan ni. Kiita totan. Namida ga afurete kita. Namida ga afurete kita với naki desu thì cùng với ý nghĩa. Thì câu này cái namida ga afurete kita thì mình có thể dịch là trào nước mắt trào dâng, hoặc là trào nước mắt dâng trào nước mắt. Thì tôi đã gọi điện thoại cho mẹ ở nước nhà và khi vừa nghe thấy giọng của mẹ tôi đã dâng trào nước mắt rồi vì thương, vì nhớ. Trả yông bảo boku ga sayonara to itta totan kanojo ga hashitte itte shimatta. Tôi vừa mới nói rằng sayonara, thế mà cái cô gái đó kanojo đã làm sao, chạy biến đi mất, chạy đi mất tiêu rồi. Nhanh kinh khủng. Và qua các ví dụ vừa rồi bạn sẽ thấy verb totan ni đằng trước sẽ kết hợp với dạng động từ quá khứ và mang nghĩa ngay khi hoặc đúng lúc hành động để xảy ra, nghĩa là đúng lúc hành động để vừa mới chấm dứt thôi thì hành động sau sẽ xảy ra. Verb 1 tha totan, verb 2 có thể có nhi hoặc không. Thì verb 2 á thể hiện sự thay đổi hoặc diễn ra trong các khoảnh khắc, ví dụ như là kawaru hay là nakidasu hay là tobi agaru là nhảy lên chẳng hạn. Đó, hay namida ga afurete kuru chẳng hạn. Thì verb 2 thường thể hiện sự bất ngờ, nghĩa là igaito, nghĩa là ngoài cái sự tưởng tượng của mình, và hay đi cùng với dạng như là sugu nhị hoặc là yainaya. Verb 2 thì không thể là những hành động có chủ ý, sai khiến hay mời rủ, dạng như là tabeyo, tabemasho hay là tabemasen ka, tabete kudasai hay taberu tsumori desu, vân vân, không dùng nhé. Các bạn hãy lưu ý. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện tập với 4 câu hỏi bên dưới ạ. 1번 토탕 네무쿠 났다. 네무쿠 났다 đó là trở nên buồn ngủ. À, 벤교 가 오왔다, vừa học xong thì buồn ngủ. Hay 벤교 시다, đã, nghĩa là vừa mới học, bắt đầu học phát là ngủ đấy. 벤교 시테 있다, đang học.
dạng vấp tê tạ thì không đi với tô tang đúng không? Chỉ có vấp tạ thôi. Tuy nhiên là vừa mới học xong thì nó không thể cái sự là ngoài muốn. Học xong thì buồn ngủ là chuyện bình thường, mà bây giờ phải là gì ạ? Vừa mới bắt đầu ngồi vào học cái là buồn ngủ rồi. Đáp án B nhá. Câu số 2, 2번. 토탄이 기분 가 와르크 나테 시마타. 기분 đó là cái tâm trạng, cảm xúc trở nên cảm thấy rất là khó chịu. Thì ở đằng trước có thể là 걸음이 무카테타. 걸음이 무카테타 nghĩa là hướng về phía đích. Nghĩa là tôi đang, ví dụ như đây là 걸, đây là đích, và tôi chạy dần 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 dần. Đó thì cái lúc cái quá trình này đã 무카테이타. Thế còn 걸음이 지카쿠 나타 thì cũng gần mang ý nghĩa vậy. Nghĩa là đích 걸음 của cô đấy nhé. Thì 지카쿠 나타 nghĩa là gần đến đích rồi thì tôi cảm thấy rất là khó chịu. Thì đấy là vẫn là thể hiện sự di chuyển. Còn 걸음 시타, 걸음 시타 đó là vượt vào gì ạ? Vào goal phát. Nghĩa là vào đến đích phát là tôi cảm thấy khó chịu. Đấy là cái tâm trạng giống như cái đội tuyển, giống như là bóng đá đúng không ạ? Khi mà bên tiểu vương quốc Ả Rập sút cú bóng vào đó, thì tôi cảm thấy làm sao? 기분 가 와르크 나테 시마타. Và đáp án đây là đáp án C. Câu số 3, 3번. 彼女は 私の 顔を 見た 途端に thì A 泣き出した. Wow, khóc. 挨拶した. Đến chào hỏi. 嬉しそうだった. À, trông có vẻ rất là vui vẻ. Thì ở đây câu này trùng với cái câu đầu nhiều rồi. Câu mà đầu tiên, ví dụ đầu tiên. Do đó đáp án đây sẽ là A. Câu số 4. 電車が 駅に着いた 途端. Khi mà tàu điện vừa mới cập đến nhà ga thôi thì 友達に 電話しよう. Siêu là không dùng rồi nhá. 乗り換えの ホームに 있다. Nghĩa là tôi đi, tôi chạy đến cái chỗ mà ホーム, nghĩa là cái phần mà nhà ga, cái phần mà sảnh của đường tàu á, sảnh đường tàu để đi chuyển sang cái chuyển tuyến. 乗客が 大勢 乗り込んで 있다. Nghĩa là có rất nhiều hành khách đang làm sao ạ? 大勢 là rất nhiều người, 乗り込んで 있다. Đó là nhiều người lại làm sao ạ? Lại leo lên. Thì ở đây thì nó thể hiện sự thay đổi đúng không ạ? Và thay đổi và ý gài tội ngoài cái sức tưởng tượng thì đáp án là B là đúng. Còn C ấy, thì các bạn có thể dễ nhầm, nhưng bạn chú ý nhé, itta iku ikimasu đó là tôi có làm một cái hành động có ý thức, có chủ ý của tôi, nghĩa là tôi sẽ đi, do đó là tôi không dùng. Các bạn lưu nhé, đáp án C không dùng, sẽ chọn là đáp án B. Và như vậy hôm nay chúng mình vừa cùng nhau tìm hiểu mẫu verb ta to tani. Hy vọng rằng qua phần chia sẻ vừa rồi các bạn đã có thể ghi nhớ tốt hơn mẫu cấu trúc này. Và đừng quên hãy lấy ví dụ, hãy thuộc một ví dụ nhé. Và đó là cách duy nhất để chúng ta có thể nhớ mẫu ngữ pháp lâu nhất. Xin chúc các bạn luôn có những giây phút học tập thật vui vẻ cùng với Học từ Nhà Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại. ご清聴どうもありがとうございました. Bye bye.